Hello anh em, thì bên đây bên chợ của mình tiếp tục cập nhật những cái dòng cá Molly và những cái dòng cá Guppy tuyển giống bên chợ của mình ha. Thì mình sẽ quay từ đầu tới cuối clip cho anh em xem luôn và mình sẽ báo giá công khai lên đây hết. Mình có để giá công khai với cúc chat màn hình nha anh em. Và đợt này mình có khuyến mãi mua khi mà anh em mua từ 5 con trở lên á là mình sẽ tặng thêm cho anh em là 1 con ha. Và khi anh em mua 10 con á thì mình sẽ tặng cho anh em là 2 con, thì cứ 5 con tặng 1 con tính hoài tới nha anh em. Đó. Thì cái này là Molly Sword Platinum đô án nha anh em ơi. Và mắt này là mắt xanh ha. Anh em thấy không? Hoàn toàn là mắt nó sẽ full xanh hết. Thì cái này là hàng sọt body và cái size nó cũng to anh em, nói chung là size nó bụng nó cũng tròn rồi. Nên là mình đi cho anh em là 130k một con nha. Khi mà anh chị em mua ở bên mình á, từ 5 con Molly như thế này á thì mình sẽ tặng thêm cho anh chị em nó là 1 con. Đó. Cá thì sẽ thực tế trong clip mà mình đang show ở trên đây cho anh em xem luôn. Rồi, tiếp tục đó là Molly Sword Platinum đô án, nhưng mà đây là mắt đen nha anh em. Đó, đây là mắt đen ha. Thì mắt đen thì tất nhiên cái giá nó sẽ mềm hơn nha anh em. Cái này thì mình đi cho anh chị em mình á là 50k một con, nhưng mà khi anh em mua combo 10 con á thì là 400k, thì mình sẽ tặng thêm cho anh em là 2 con nữa. Đó. Khi mà anh em mua nhiều á thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em cái giá nó càng mềm và mình có tặng thêm cho anh em mình chơi nữa ha. Thì anh em lưu ý giúp mình ha. Ở đây thì mình sẽ ship đơn từ 200k trở lên nha anh em. Anh em lưu ý giúp mình. Và phí ship sẽ là 40k cho một đơn. Và cái thùng shop á thì bên chợ của mình sẽ hỗ trợ 100% cho anh em luôn. Là thùng xốp máy nha anh em, thùng xốp máy chưa qua sử dụng lần nào hết là mình sẽ đóng gửi cho anh em luôn. Còn khi mà anh em mua đơn từ 500k trở lên á thì bên mình sẽ miễn phí ship cho anh em. Và tất nhiên là bên trại của mình sẽ bảo hành cá sống khỏe và đủ số lượng cho anh chị em mình nhận được ha. Mình bao cá khỏe tặng tay cho anh em luôn và bao cho anh chị em mình kiểm tra hàng xong rồi mới thanh toán nha. Đó, ở đây mình có hỗ trợ C, mình có hỗ trợ ship code cho anh chị em mình ở tỉnh ở xa á, nên là anh chị em mình lần đầu mua cá bên trại của mình thì yên tâm nha. Rồi, còn đây là Molly Sword Platinum đuôi tròn nha anh em. Nó không phải là đuôi án ha, nó là đuôi tròn, bò mắt đen nữa. Thì cái này mình sẽ đi là combo 10 con là 150k nha anh chị em ơi. Và mình sẽ tặng thêm cho anh chị em là 2 con nữa. Cá thì xây này rất là tròn anh em và nhìn rất là sọt luôn. Cái này thì thích hợp cho anh chị em nào mà mua số lượng về thả những cái hồ thủy sinh hay là những cái chậu kiển, những cái chậu sen rồi đó anh em. Đó, hay là những cái hồ non bộ rồi đó, đều được hết ha. Rồi, tiếp tục đó là cái dòng cá Molly đó nha anh em, nhưng mà đây là hắc Molly, hắc là đen đó anh em ơi. Con cá anh em nhìn thấy không? Nó full đen luôn, nhưng mà đây là cái dòng cá Molly sọt đuôi án nha anh em. Và size này là size sinh sản nha. Anh chị em có thể so sánh cái size cá với lại cái ngón tay của mình ở đấy phía sau nha. Là cá mái này nó ôm bụng tròn, cái tròn bụng nó sẽ ôm tròn hết anh em, kiểu như là bụng bầu á anh em ơi. Cái này thì mình đi cho anh chị em nó là 50k một con. Còn anh chị em mua combo 10 con á thì sẽ là 400k, mình sẽ tặng thêm cho anh chị em nó là 2 con nữa. Thì anh em mua 10 con á thì anh em có thể yêu cầu mình bắt cho anh chị em đó là 6 máy hoặc là 7 máy cũng được nha anh em. Anh chị em mà muốn bắt cái máy về cho sinh sản á thì anh em yêu cầu mình bắt nhiều hơn nha. Rồi, tiếp tục là cũng là Molly đó anh em ơi, nhưng mà đây là Molly sọt vàng cam đuôi án nha. Cái này thì mình đi là 15k một con. Còn anh em nào bắt 20 con thì mình đi là 250k ha. Mình sẽ tặng thêm cho anh chị em đó là 4 con nữa. Đó, là tổng là 24 con mà có 250k thôi anh em. Thì tính đâu đó thì nó khoảng hơn 10k một con tí xíu à. Mà cái này là cá ôm bầu đó nha anh em. Cá bụng rất là tròn rồi. Anh em mua về là không bao lâu là anh em có cá con để trải nghiệm luôn. Đó, nhìn rất là ok nha anh em ơi. Thì ở đầu video á thì mình sẽ quay là những cái dòng cá Molly ở bên mình. Tí xíu nữa mình sẽ lên những cái dòng cá bảy màu tuyển giống ở bên chợ của mình cho anh em chơi ha, cho anh em xem tham khảo. Còn đây là một cái sọc ngựa cánh tiên nha anh em. Này là hàng là full xanh luôn anh em ơi. Bên chợ mình làm là full xanh hết luôn. Và mình đảm bảo với anh em là con nào nó cũng có cánh tiên hết nha. Cánh tiên là cái cánh nó dài á nè, anh em thấy không? Đó. Ở trong một cái chậu như thế này là mình show lên đây là hơn 100 con á nè. Nên là anh em nhìn thấy nó rất là nhiều á, nhìn rất là bắt mắt luôn. Cái này thì mình đi là 15k một con. Còn anh em bắt combo 20 con á thì sẽ là 250k ha. Mình sẽ tặng thêm cho anh chị em đó 4 con nữa. Đó. Thì cứ 5 con tặng một hoài tới nha anh em. Cái này anh em có thể so sánh cái size cá với lại ngón tay của mình ha. Mình đưa cái bàn tay vô cho anh chị em mình xem cái size cá nó sẽ được như thế nào á. Rồi, tiếp tục là chuyển sang dòng cá guppy nha anh em ơi. Thì đây là Dumbo Koi Platinum nha anh em. Đó, thì Dumbo thì anh em biết thì khá là quen thuộc là hai tay sở hữu hai tay beta đúng không? Còn Dumbo Koi á là nó có một cái đỉnh đầu á nè. Nó có một cái màu đỏ trên đỉnh đầu như trong clip mình đang show trên đây ha. Là Dumbo Koi Platinum. Platinum là cái vảy kim tuyến ở trên thân của con cá trống đó nè. Nhưng mà ở đây là mình show cá trống cá mái cho anh em xem luôn. Con cá mái thì anh em thấy nó nhìn bình thường đúng không? Tại vì con cá mái thì nó chỉ sinh sản thôi, nó không có mang được cái vẻ đẹp nào hết. Toàn bộ cái vẻ đẹp nó dồn vô cá trống hết rồi anh em ơi. Đó. Thì Dumbo Koi này á, mình sẽ đi cho anh em là 70k một cặp. Còn anh chị em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 300k.
mình tặng thêm cho anh chị em một cặp nữa, là anh em được 6 cặp đó. Rồi tiếp tục đó là full gold ribbon tay bê bớm hàng full nắp sành nha anh em. Cái bộ gold ở bên mình á, anh em thấy cái màu rất là sáng đúng không? Mình show lên cái tay của mình kiểu như này, cái tay cái mà cái màu da nó đã sáng rồi anh em, nhưng mà mình show lên tay mà con cá nó vẫn còn sáng nữa, nên là anh em biết cái bộ vảy nó bên mình nó sáng cực kỳ nè. Hàng tay bê bớm full nắp sành luôn. Thì cá như trong clip mình đang quay cho anh em xem á, là mình đi 100k một cặp nha anh em. Còn anh em bắt combo 5 cặp á thì sẽ là 400k. À, 5 cặp 400k, mình tặng thêm cho anh em một cặp nữa. Đó. Nói chung là đợt này chạy lên cá nhiều anh em ơi, nên là mình show lên đây mình bán giá mềm thứ nhất, cái thứ hai là mình mua combo thì mình tặng thêm cho anh em chơi nữa. Đó. Anh em thấy là đây là mình đang quay ở ngoài nắng nha, nên là cái màu của nó tự nhiên nhất có thể luôn. Rồi, tiếp tục đó là gồng đỏ Hmon BDS đuôi tia nha anh em. Ở đây mình quay cho anh em xem là chống máy đầy đủ luôn. Bộ này đẹp cả chống và cá máy luôn nha anh em. Đó, anh em thấy là con cá máy đuôi rất là tròn luôn đúng không? Đuôi lên tia đồ rất là ổn áp luôn. Thì do đợt này là mình thiếu chống, cái bài này mình thiếu chống nên là mình đi theo chiô cho anh em, 100k cho một chiô nha anh em. Một chiô ở đây là một cái chống và hai cái máy, mình có ghi mở ngoặc và đóng ngoặc cho anh em mình xem dễ hiểu ha. Còn khi mà anh chị em nào mà mua ở bên mình từ 5 chiô á thì mình sẽ tặng thêm cho anh em đó là một chiô nữa. Đó, là tất cả là anh em được 6 chiô. Cá bên mình gửi cho anh em thì bao sung, bao khỏe, bao mạnh nha anh em. Bao cho anh chị em mình ở tỉnh kiểm tra xong rồi mới thanh toán tiền luôn nha. Anh em khi mà anh em lần đầu tiên mua bên chạy của mình thì anh em mình yên tâm ha. Rồi, còn đây là hàng sọt body nha anh em, là Wilco sọt Gibbon Finchy tai bê bớm ha. Hàng sọt body anh em thấy là mình xô ngang cho anh em thấy là cái body nó nhìn cực kỳ là ngắn luôn nha. Dành cho anh chị em nào mà mua thích sở hữu những cái dòng cá cổ nha anh em. Thì wheel này nó có lâu rồi anh em ơi, nó có mấy năm nay rồi. Thì hiện tại trên thị trường thì rất là ít còn anh em nào mà làm một cái bộ wheel như thế này luôn. Thì bên chạy của mình lúc nào cũng duy trì những cái bộ cá như thế này nha anh em, để phục vụ cho anh chị em mình chơi ha. Đó. Rồi, tiếp tục đó là dòng cá Dumbo Big Air Platinum nha anh em. À, Big Air là tai bê to đó anh em ơi, tai bê cực kỳ to luôn anh em thấy không? Và sở hữu hai tai bê lên màu rất là đậm nữa. Và cái lưng nó rất là sáng anh em thấy ha. Thì riêng về cái bộ Dumbo Big Air này á, là bên chạy của mình sẽ bảo hành cho anh chị em mình chơi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bảo hành luôn cái đề con cho anh chị em mình làm sinh sản làm giống luôn. Đó. Cái bộ Dumbo này á là bên chạy của mình bán hơn một năm nay rồi anh em, nên là rất là nhiều anh em mình ủng hộ luôn. Và mình từ trước mình bán tới giờ là mình bán có một giá ha, là 60k một cặp. Anh em mua combo 5 cặp á thì sẽ là 250k. Anh em lưu ý giúp mình ha. Ở đây là mình riêng về cái bộ Dumbo Big Air này là bên chạy của mình sẽ bảo hành cho anh chị em mình chơi luôn. Kiểu như là bao cho anh em làm giống luôn á. Nên là anh chị em mình yên tâm ha. Rồi, tiếp tục là full gold nha anh em. Nhưng mà đây là full gold mắt đỏ. Đó, anh em thấy anh em để ý con mắt này, con mắt nó là màu đỏ. Thường anh em để ý ha. Những cái dòng cá bẻ màu nào mà mắt đỏ thì cái màu nó rất là sáng luôn. Điển hình như là cái dòng cá Albino Full Gold Gibbon tai bê bớm này nha anh em. Hàng này là hàng mắt đỏ thịt vàng nha anh em. À, cái bộ mà mắt đỏ như thế này á, mà Full Gold như thế này á, thì mình sẽ bao cho anh em mình chơi mọi loại nền luôn. Anh em nuôi nền nào nó cũng sáng như thế này hết, chứ nó không có bị tuột màu đen giống như là cái màu như Full Gold mắt đen nha anh em. Đó, mình dám bao cho anh em luôn nha. Tại vì bên chạy mình làm cũng lâu rồi anh em ơi. Anh em nuôi nền đen hay là nền xanh, nền nào nó cũng vẫn giữ một cái bộ màu như thế này hết, nên là anh em mình yên tâm ha. Rồi, tiếp tục là gồng xanh tia Platinum nha anh em. Thì gồng xanh tia Platinum này á thì dành cho anh em nào mà thích hợp nuôi top view ha. Nuôi top view là nuôi nhìn từ trên xuống á nè, cũng như là anh em nào mà có những cái khay nhựa hay là những cái thùng xốp, những cái chậu kiển, những cái ao sen rồi đó, thì anh em có thể thả những cái bộ gồng xanh như thế này ha. Thì gồng xanh Platinum này mình đi cho anh em là 50k một cặp. Đợt này mình sẽ xả một lần là 10 cặp luôn là 400k. Thì 400k 10 cặp mình sẽ tặng thêm cho anh em 2 cặp nữa. Đó, là anh em tổng được 12 cặp. Thì 12 cặp đây là có 12 cái chống và 12 cái máy nha anh em. Ở đây mình bán theo cặp là có chống máy đầy đủ luôn ha. Dành cho để mà về cho anh chị em mình để làm giống á, để sinh sản nhân số lượng lên nhiều hơn. Rồi, tiếp tục nữa là một cái dòng cá sọt body là Dumbo sọt Gen Bit Air nha anh em. Gen Big Air ở đây á, là con cá nó sở hữu một cái bộ gen của Dumbo bố mẹ là Big Air nè, là tai bê rất là to luôn. Nhưng mà do hiện tại là cá nó chưa có đủ xây để mà đạt đến cái mức đó, nên là cá nó còn tơ, nó chưa có vuông hết cỡ được. Nhưng mà mình lên một cái số lượng rất là nhiều luôn, nên là mình sẽ xả từ từ cho anh em chơi ha. Cái này thì mình đi là 40k một cặp, còn anh em nào bắt 10 cặp thì mình sẽ xả là 300k. Đó, xả 10 cặp 300k và mình sẽ tặng thêm cho anh em là 2 cặp nữa. Đó, anh em thấy không, cá trống và cá máy luôn. Đuôi nhìn cái body nhìn cực kỳ là sọt luôn em, nhìn rất là ngắn luôn. Anh em nào mà thích những cái dòng cá mà gọn người ngắn người á thì anh em có thể chơi cái dòng cá Dumbo sọt như thế này ha. Rồi, tiếp tục là cái dòng cá dành cho anh chị em tập chơi nha, là Full Gas Blue Air anh em ơi.
Fullgate Blue Air này thật ra thì nó rất là dễ chơi nha anh em, tại vì nuôi lên số lượng rất là nhiều luôn. Nó là dòng cá mắt đỏ nhưng mà nuôi rất là dễ anh em, tại vì nó sinh sản được nhiều nữa. Anh em để ý thường thì dòng cá nào mà dễ nuôi á, mà đẻ được nhiều á, thì nó rất là rẻ luôn. Thì như là có dòng cá Fullgate Blue Air này á, là nó rất là mềm, dành cho anh chị em nào mà giờ tập chơi thì anh em có thể sở hữu dòng cá này ha. Hoặc là anh em nào thích hai tay bơm nổi, hoặc là Fullgate là thăng màu đỏ nổi này kia thì anh có thể chơi dòng cá này. Cái này thì 25k một cặp nha anh em, combo 10 cặp á, thì sẽ là 200k đó. 10 cặp có đầy đủ 10 chấm và 10 máy luôn nha, mình sẽ tặng thêm cho anh em là 2 cặp nữa. Rồi tiếp tục đó là gồng đỏ ghi bông Hmon BDS anh em ơi. Thì gồng đỏ Hmon ghi bông BDS này á, mình đi cho anh em là 100k một cặp, hàng là hàng tuyển nha anh em, xây được 3 tháng rồi. Thì hàng tuyển xây được 3 tháng như thế này thì mình đi cho anh em là 100k một cặp. Còn anh em mua combo 5 cặp á, thì sẽ còn là có 400k thôi. Mình tặng thêm cho anh em là một cặp nữa. Đó, có đầy đủ chống máy về cho anh chị em mình làm giống để mà ghép sinh sản luôn nha. Cái này thì dành cho anh chị em nào mà thích sưu tầm những cái dòng cá có độc lạ kiểu như là ghi bông á anh em. Thì cái dòng cá ghi bông mà cũng như là gồng đỏ ghi bông thì thị trường có rất là nhiều. Nhưng mà nó sở hữu được cái đuôi to và cái vây lưng to mà đuôi tia nó thì nó rất là ít nha anh em. Đó, cái tên thì nó giống nhau rất là nhiều nhưng mà cái chất lượng nó giống nhau thì mình đảm bảo của anh em là nó không có nhiều đâu. Đó. Rồi tiếp tục đó là gồng xanh Hmon BDS anh em ơi. Thì cái bộ gồng xanh này lâu lắm rồi nè, mình mới lên là được á. Thì cái này mình đi cho anh em là 120k một cặp hàng tuyển anh em ơi. Tuyển là đuôi to, vây lưng to luôn á, cả trống và cả máy luôn. Nhưng mà ở đây mình show cho anh em là xem cá trống thôi, tại vì con cá máy nó cũng bình thường hả nè. Cá máy nó giống như là cái bộ Dumbo vậy á, cá máy nó cũng bình thường thôi, quan trọng là cá trống đó. Ở đây mình bán cho anh em là 120k một cặp, là mình sẽ bao cho anh em mình cùng một bộ gen luôn nha, cùng một bộ giống về cho anh em mình làm giống luôn, chứ không phải mà mình bán trống này và máy kia, nên là anh em mình yên tâm nha. Mình cái nào mình bao thì mình nó bao thôi anh em đó. Một cặp cá 100 mấy lần, chứ không phải mà giá mềm mà mình bán tào lao được. Rồi tiếp tục đó là full gon thủy sinh nha anh em. Thì full gon thủy sinh này á, là nó có bao gồm là con máy là cái máy gen, còn con trống là con trống ghi bông tay bê bấm full action. Cá như trong clip mình đang quay cho anh em xem là cá tơ nha anh em, anh chị em lưu ý giúp mình ha, cá này là cá nó còn tơ đó. Thì cái này mình sẽ đi combo là 50 con là nó sẽ có là trống máy đầy đủ trong đây luôn. Thì 50 con này mình đi là 250k anh em ơi, mình sẽ tặng thêm cho anh chị em nó là thêm 5 con nữa đó. Thì đây cũng là một cái dòng cá full gon thủy sinh cuối cùng anh em ơi, là một cái dòng cá cuối cùng mà trong một cái clip mà ngày hôm nay mình cập nhật á. Thì anh chị em mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên chợ của mình á, thì anh em chụp cái màn lại anh em gửi qua Zalo cho mình ha, hoặc là anh em gọi trực tiếp cho mình. Rồi cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha.